Lời Chúa ngày 28 tháng 12 năm 2020 các thánh anh hài từ đạo anh chị em, chúng ta đang sống trong bầu khí hân hoan vui tươi của mùa Giáng sinh. Ngày lễ Giáng sinh được kéo dài trong suốt tuần bát nhật, tức là 8 ngày sau lễ Giáng sinh. Và ngày hôm nay, trong tuần bát nhật, giáo hội mừng kính các thánh anh hài tự đạo. Mỗi ngày thứ hai, anh chị em chúng ta nhớ đến những người đã qua đời những người qua đời vì nhiễm virus corona những người qua đời vì có khi bị chết oan những người vô tội giống như là các thánh anh hài từ đạo những người đấu tranh cho công lý cho sự thật cho lẽ phải bị chết rũ tù hoặc là bị kết án bất công cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta qua đời trong cơn đại dịch. Xin Chúa cho về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, những ngày cuối cùng của năm 2020. Hôm nay là 28, chứ còn chúng ta còn 29, 30, 31. Còn ba ngày nữa là hết năm 2020, một năm với quá nhiều biến cố, một năm làm sáu trộn cả và thế giới cả giáo hội chúng ta dành những ngày cuối năm này để nhìn lại mà tạ ơn chúa và dành những ngày cuối năm này để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lại có ba ngày tĩnh tâm bổ <laughs> cho lòng này suốt ngày tĩnh tâm và thế tâm mình không tĩnh thì phải tĩnh tâm còn bao giờ tâm mình mà nó tĩnh rồi thì khỏi tĩnh tâm mà coi giờ tâm mình không tĩnh đâu cho nên chị em dành ngày 29, 30, 31, 3 ngày tam nhật tĩnh tâm để chuẩn bị bước vào năm mới. 31 là giao thừa, rồi đến ngày mùng 1 tháng riêng năm 2021, chúng ta mỗi người thêm một tuổi mới. Xin anh chị em chuẩn bị tâm hồn 3 ngày cuối năm nha, 29, 30, 31 để tĩnh tâm bước vào năm mới. Cái này hơi lạ nha. Người ta tĩnh tâm mừng lễ thánh này lễ tĩnh tâm mừng lễ này lễ kia tự nhiên cái ông cha long này lại bày ra tĩnh tâm bước vào năm mới à thế mới hay <laughs> thưa anh chị em lòng thương cho Chúa là luôn luôn phải mới phải lạ phải làm cho người ta có cái gì háo hức có gì phấn khởi và cái háo hức phấn khởi mà nó bên ngoài thì nó hời hợt nó mau qua còn cái phấn khởi háo hức mà sâu lắng bên trong nó đã lắm thưa anh chị em Nó thấm lắm Và nó có ý nghĩa lắm Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa Trong lễ các thánh anh hải từ đạo Bài đọc 1 trong thư thứ nhất của Thánh Doan Tông Đồ Chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 2 Bài trích thư thứ nhất của Thánh Doan Tông Đồ Anh em thân mến Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô Mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em, thiên chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như thiên chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu Kitô con của người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội thì chúng ta coi người là kẻ nói dối và lời của người không ở trong chúng ta. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Đó là lời Chúa. Mình xem lập lại câu đáp. Hồn ta tựa canh chim, thoát lưới người đánh bẫy. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta khi thiên hạ nhằm ta sông tơi, hắn là họ nuốt sông ta rồi lúc đùng đùng giận ta như vậy hắn là nước đã quân ta đi dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cố hắn là nước quần cuộn đã dâng lên ngập cố ngập đầu lưới răng đã đứt rồi thế là ta thoát nạn ta được phù hộ là nhờ danh thanh chua đấng đã dựng nên ca đất trời Hồn ta tựa canh chim thoát lơi người đanh bẫy Hallelujah, Hallelujah. Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, đoàn tư đạo quang huy hùng dũng, mau đào đổ ra minh chứng về Ngài. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Mắt theo chương 2 câu 13 đến câu 18 theo chương 2 13 đến 18. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hành nhi và mẹ người trốn sang ai cập ông ở đó cho đến khi vua herodê băng hà để ứng nghiệm lời chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ ta đã gọi con ta ra khỏi ai cập bây giờ vua herodê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở bethlehem và toàn vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống Tính theo ngày tháng, ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói. Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-ken khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Đó là lời chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta dừng lễ kính các thánh anh hài tử đạo theo sách phúc âm của thánh ký ma-thêu khi Đức Giêsu giáng sinh tại bêlem thì có các đạo sĩ từ Đông phương tìm đến thờ lạnh người họ đã đến với vua Herodê và hỏi xem có thể gặp được vua do Thái cũng là đấng cứu thế mới sinh ra ở đây không thì anh chị em Herode là một bạo chúa độc ác và gian manh cũng như là rất nghi kỵ luôn luôn sợ người khác chiếm mất ngai vàng của mình thường là những ông vua gian ác độc tài hay nghi ngờ người khác chiếm cái ngai vàng của mình nếu một vị minh quân nếu một ông vua có tài có đức thì biết rằng mình ngồi trên ngai vàng không phải để bắt người ta phục vụ nhưng là để phục vụ là chăm sóc lo cho người dân cơm ăn áo mặc ăn ngon mặc đẹp cơm no áo ấm thế nhưng mà những ông vua độc tài những người mà độc đoán những người mà luôn luôn nghi ngờ người khác chiếm cái ngai vàng của mình vì họ muốn ngồi lên cái ngai vàng đấy để mà hưởng thụ để mà ra lệnh để mà điều khiển để chỉ tay năm ngón để bắt người khác phục vụ mình hơn là phục vụ người khác chính vì thế suy bụng ta ra bụng người mình ham cái ngai vàng này mình muốn ngồi trên cái vang này ngai vàng này thậm chí là muốn ngồi cho đến mãn đời cho nên ngay cả ngày hôm nay cũng có nhiều ông chủ tịch nhiều ông tổng thống nhiều ông vua muốn là mình ngồi trên cái ghế chủ tịch ghế tổng thống ngay vua này cho đến chết Hay là vĩnh viễn có nghĩa là đến chết mà thôi không có chuyện mà Ờ, có nhiệm kỳ 4 năm hay là 8 năm Không có chuyện là đến tuổi nào thì về hưu cho đến chết Đó là những người độc tài họ là như vậy Luôn luôn muốn giữ cái ngai vàng đó Và nghi ngờ những người nào có ý đồ muốn đảo chính Muốn lật ngai, muốn chiếm cái ngôi vua của mình Thì sẵn sàng giết, thà giết lầm hơn là bỏ sót để củng cố ngai vàng của mình. Và chung quanh của họ thì toàn là những nịnh thần, những người mà luồn cúi để kiếm lợi lộc những người mà chiều họ, chiều nhà vua, lấy lòng nhà vua để được yên thân. Còn những người nào mà dám nói thẳng, nói thật thì chỉ có chết. Những người nào mà vì dân, vì nước Mà muốn góp ý cho nhà vua Để mà sửa đổi phục vụ người dân cho tốt hơn thì sẽ bị đầy suốt đời và dễ bị loại trừ vì cứ nhìn thấy những người mà nói thẳng nói thật là nhà vua phát ghét rồi cứ nhìn thấy những người mà sống công chính đoàn hoàng là vua lại thấy lòi ra cái độc ác độc tài độc đoán độc trị của mình cho nên là muốn khử trừ ngay những cái đứa đó còn những kẻ mà luồn cúi lấy lòng nịnh hót chiều lòng mình thì nhà vua cho nó bao vây quanh mình để nhà vua có cảm giác an toàn và có cảm giác như là mình là minh quân xứng đáng ngồi cái ngai vàng này cho đến chết mà thôi thưa anh chị em Herod là con người như thế khi nghe các đạo sĩ nói về vị tân vương ông bắt đầu lo lắng sợ mất ngai vàng của mình nhưng ông không cho các đạo sĩ biết điều ông đang suy nghĩ ông liền triệu tập các trường tế lại và hỏi họ xem kinh thánh nói đứng mấy xe sẽ sinh ra ở đâu và họ đã trả lời cho ông biết là tại bê ông vua độc ác nói với các đạo sĩ rằng vậy thì các ngươi hãy đi bê và tìm hài nhi ấy và khi tìm thấy nơi người ở Hãy về và tin cho chậm hay Để chậm cũng sẽ đến và chiều bái người Thưa anh chị em Nghe hay chứ phải không? Nghe hợp lý chứ Được Nghe nói sắp có một vị minh vương sinh ra Thì đi tìm Và khi mà tìm được rồi Thì quay lại đây báo cho chậm Để chậm cũng đi chiều bái người Nghe sắc mùi đạo đức <laughs> thưa anh chị em những con người gian ác họ che đậy cái dã tâm của họ khéo lắm che đậy khéo lắm họ nói khéo lắm còn đôi khi những người nói thẳng nói thật thì cái lời nói thật nó khó nghe lắm còn những người mà dã tâm những người mà gian ác họ che đậy họ khéo nói lắm và chúng ta dễ bị lừa bởi những cái con người khéo nói và khéo che đậy cái dã tâm của mình và mình cũng dễ bị khó chịu mất lòng bởi những người thật lòng nói thẳng nói thật với mình lời nói thật khó nghe sự thật thì mất lòng nhưng mà thuốc đắng thì mới giá tật nhưng mà những người có chức có quyền có ai muốn uống thuốc đắng đâu dẫu có đắng thì cũng phải bọc đường họ có khi muốn khỏi bệnh nhưng mà lại ngại thuốc đắng cho nên những kẻ nào mà nói thật nói thẳng thật thà thì thua thiệt lươn lẹo lại lên lương các đạo sĩ này hồn nhiên vô tư vâng được rồi ba đạo sĩ lên đường họ đã gặp thấy chúa giêsu là đấng messiah và đức mẹ cùng với thánh giuse họ lên sấp mình thờ lại người và dâng kính người lễ vật của họ thưa anh chị em hãy tưởng tượng bây giờ mình đọc lại cái câu chuyện này mình thấy không có gì khác không có gì lạ không có gì ngạc nhiên mà hãy tưởng tượng lại coi ba đạo sĩ là những người có học những người trí thức và chắc chắn không phải là những người nghèo khó nghèo khó tiền đâu mà đi từ phương đông đến đây cũng phải có vừa trình độ vừa học thức vừa có chức vị và cũng có của cải điều kiện đi tìm một minh vương, nghe nói có một vị vua mới mà trong đầu óc của những người đó cũng như của tôi và anh chị em ngày hôm nay khi nói đến vua thì nói đến nghĩ đến vua thì phải ở đâu? ở trong cung điện, phải ở trên ngai vàng, phải có ngai, phải sang trọng, phải quý tộc, phải cái gì đó nó hơn dân thường ấy thế mà ba ông đó đi theo ánh sao dẫn đến một cái nơi hoang vu hẻo lánh và dừng lại ở trên cái hang bê lem ở cái túp lều rồi ba ông đó đi xuống khẽ nệ bưng lễ vật mà phải lom khom một cúi mình mới vào trong đó được vào trong hang thì không thấy như là mình tưởng là lầu son gác tía là một hài nhi sinh ra từ trong bọc điều rồi mọi cái nó hết sức là tiện nghi sang trọng nhưng mà thấy một hài nhi nằm trong máng cỏ tã quấn chung quanh mà ba ông ấy lại đến mặt quý mình xuống để mà thờ lại hài nhi ấy và dâng những lễ vật những lễ vật đấy chỉ dành cho vua chúa quý tộc mà thôi vàng nhũ hương và mộc dược anh chị em thử nghĩ coi Nếu mà không có được Chúa soi sáng Như là thiên thần báo mộng cho ông ấy Cho bà vua ấy Để mà đi theo sao lạ Nếu mà không được Chúa soi sáng Qua ánh sao lạ đó Thì làm sao mà nhận ra được hành nghĩ ấy là vua mà cúi xuống thờ lạnh. Cái cao ngạo của ba nhà đạo sĩ đâu Cái sang trọng đâu Mà lại phải hạ mình cúi xuống mà thờ lại một cái đứa bé nằm đây đang é oe oe e thế này chúa luôn luôn làm những chuyện ta gọi là nghịch lý ngược đời không có làm cái gì theo kiểu tự nhiên của con người suy nghĩ cho nên kinh thánh mới bảo là trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của thiên chúa và con người khác nhau bấy nhiêu làm sao mình nhận ra được đây là cứu chúa đây cũng như là ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính chúa là giơ tay đón nhận người làm sao mà nhận ra rằng là cái người bé mọn này mình trao cho họ là cho chúa đây làm sao mà nhận ra được thương chị em vì thế phải có lòng tín thác mới có thể nhận ra được tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa qua ngôi sao dẫn đường qua báo mộng của thiên thần và mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng là con đường gập ghềnh của ba vua của các nhà đạo sĩ đi tìm Chúa đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng có lúc chúng ta bị lôi cuốn vào những cái thành công bởi những cái rực rỡ bên ngoài để tìm đến với con đường lòng thua xót Chúa bằng con đường thành công, con đường của thế gian, con đường của quyền lực, của danh vọng. Khi đến với Herode, phải gặp vua mà hỏi vua chứ. Thế không ạ? Cho nên là muốn được thế này thì phải làm cách này chứ. Phải tìm đến những người có chức, có quyền chứ. Phải cậy dựa, có chỗ chống lưng chứ thì mới chắc ăn chứ chúa nói với phố sơna rằng đừng tìm cậy rượu vào quyền lực của người thế gian đừng tìm ăn đủ nơi những người đời mà con đường của lòng thư xót chúa là con đường của đau khổ và đi vào con đường gặp đau khổ thử thách đó thì mới đi đúng con đường của lòng thư xót và cái đau khổ thử thách thì nó làm con gần với ta hơn ba vua và chúng ta ngày hôm nay những tông đồ lòng thư xót cũng giống như các nhà đạo sĩ đi tìm chúa mình tưởng gặp Chúa ở chỗ này Nhưng mà không phải Mà Chúa Con đường của lòng thương xót Chúa là con đường của sự bị loại trừ Bị nghi ngờ Bị hiểu lầm Bị chống đối Đó Ba đạo sĩ phải thấy được cái Con người bé nhỏ đó là vua đấy và những anh chị em đi thực hành lòng thương xót Chúa ngày hôm nay Như là các anh chị em đã ra ngoài miền Trung trong ba chuyến công tác vừa rồi và vừa rồi đi về miền Tây hai ngày ở đó làm những ông già bà già cô nó em đến thăm những gia đình nghèo gia đình khó khăn mà trong đó có một anh đi công tác anh chụp một cái tấm hình đấy là hình đức mẹ và Chúa Giêsu đến nhiều lòng thương xót nó bị rách nát bị mối mọt chuột nó gặm mà họ vẫn giữ được cái tấm hình đó dán trên cái vách nhà họ vì dán bằng cơm cho nên là chuột nó gặm thôi Dán nó rấm thôi Hồi đó chúng tôi tặng những tấm hình đó Chưa có khả năng bọc plastic Bây giờ thì ép plastic rồi không sợ nữa Mà những tấm hình đó họ vẫn giữ được như thế Làm sao mình đến đó vào Trong những cái nhà rách vách nát đó Mà nhận ra rằng đấy là giê -xu đấy giê -xu của ngày hôm nay Điều mà Đức Thánh Cha Phan Cô nói rằng Gặp những người nghèo khổ đó là giê -xu mà gặp được Giêsu trong những con người nghèo khổ đó thì lễ Giáng sinh này anh chị em ăn mừng lễ phải nhận được cái điều đó phải thấy được cái điều đó đó là đến với người nghèo đến với những người nghèo không được ai nhớ đến cầu nguyện cho họ đến thăm họ là chúng ta mừng lễ Giáng sinh ý nghĩa nhất Thế vậy thì hãy là những đạo sĩ mà đến tìm gặp Giêsu nơi những con người nghèo, những con người khổ, những con người bệnh, những con người phong cùi, những con người xì ke ma túy, những con người hiv, những cô gái lỡ lầm, những cô gái đứng đường, những người ngoại đạo, những người mà bị xã hội hay là cả giáo hội loại trừ, loại bỏ và có khi bỏ quên. Hãy là những đạo sĩ đi tìm Giêsu lòng thương xót, nơi những hình hài đó đi thương anh chị em. Và quý mình xuống mà thờ lạnh. Rồi Khi gặp được Hải Nhi rồi Theo đường khác mà về Được mộng báo Đừng đi vào con đường đó nữa Chúng ta Những người mà muốn đến với lòng chúa thương xót Mình đang là người xì ghe ma túy Mình đang là người ham hố quyền lực Mình đang là người ghen ghét Đang là người ghen tị Đó là đường xưa lôi cũ Có bóng trăng thơ Tan 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 đó là đường xưa cũ mà nếu mà em đến với lòng thương xót chúa đến với lòng chua xót thương con tìm được chốn tựa nương đến với lòng chua xót thương không chút tơ vương tội lỗi tin tưởng vào lòng chua xót thương có ngài hiềm nguy con coi thường phó thác vào lòng chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường mà nếu mình đi vào cái con đường lòng thương chú mà đã gặp được lòng thương xót chú rồi thì đừng đi vào con đường tội lỗi con đường xưa lối cũ con đường của ghen ghét hận thù giận hơn rồi con đường của uh, nói phép nói xấu, nói hành con đường của suốt ngày chọc chạch con đường của sự hưởng thụ vân vân đừng đi vào con đường cũ đó nữa mà theo đường khác mà về theo con đường khác mà đi về với lòng Chúa thương xót đến với những người nghèo khó đấy thưa anh chị em bên cạnh đó đừng quên rằng ta còn những Herodê khi Herodê nhận ra được các đạo sĩ không trở lại với mình ông rất đỗi tức giận ông vốn là một người quỷ quyệt và bạo tàn và giờ đây nỗi sợ bị mất ngày vàng càng làm cho ông thêm quẫn trí ông đã sai các binh lính của mình đi sát hại tất cả các con trẻ ở thành Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống hy vọng rằng sẽ giết được đấng Messiah đang hiện diện ở giữa họ và quân lính đã thi hành lệnh truyền kinh khủng này. Có một nỗi đau lớn đã xảy ra trong thành Bê lem vì các bề mẹ bà mẹ khóc than những đứa con nhỏ của mình bị sát hại. Các hải nhi hôm nay được giáo hội tôn kính như các thánh tử đạo. Các ngày còn được gọi là các thánh anh hài tử đạo. Thưa anh chị em, khi mà con người có cái sự ghen tức, có cái sự nghi ngờ, có cái sự đố kỵ thì nó làm mờ hết con mắt lương tâm và họ có thể làm bất cứ điều gì để mà thỏa mãn cho cái sự ghen tức, cái sự nghi ngờ, cái sự đố kỵ đó. Đó là ma quỷ, là bàn tay của ma quỷ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy có được tấm lòng thương xót, tấm lòng của các đạo sĩ khao khát tìm kiếm Chúa. Cho dù mình có học cao hiểu rộng bao nhiêu thì không cậy dựa vào sự hiểu biết của con người mà cậy nhiều vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua ánh sao đưa đường. Đừng có cậy dựa vào quyền lực của thế gian nơi những người có quyền lực trên trần gian này như là ba đạo sĩ đã một lần đi vào cái con đường đến với Herod. Nếu Chúa không thức tỉnh, nếu Chúa không xót thương thì sẽ dính vào sẽ dìm mình vào không phải vào đại riêng lòng thư xót Chúa mà dìm mình vào nơi những người có chức có quyền để tìm cái giải pháp của nhân loại. Còn khiêm tốn, chân thành cầu nguyện để Chúa dẫn đường mình đi vào cái con đường của lòng thương xót Chúa, đi vào cái chỗ khó khăn, cái chỗ nghèo túng, cái chỗ gập gành, cái chỗ đau khổ để tìm đến hài nhi Giêsu nơi những hình hài đó và tìm được rồi thì đi đường khác mà về, không đi vào cái con đường của ghen tị, đố kỵ. Ngày hôm nay có nhiều người chỉ vì cái sự ghen tị, vì đố kỵ mà làm bất cứ điều gì để mà gọi là đã nê để thỏa mãn cái sự ganh tích đó cái sự đố kỵ đó thậm chí là làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thậm chí là làm những cái điều trái với sự thật trái với lẽ phải nói gian nói dối rồi bỏ vạ cáo gian đủ mọi thứ hết cái sự thật nó rành rành ra trước mắt đó mà vẫn chối cãi cho nên bài đọc một Thánh Doan nói rằng là Nếu chúng ta đi trong ánh sáng Cũng như Thiên Chúa ngự trong ánh sáng Thì chúng ta hiệp thông với nhau Và máu của người Đức Giêsu Kitô thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Nếu chúng ta nói là hiệp thông với Chúa mà lại đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Những người nói rằng mình tin Chúa, mình theo Chúa Thậm chí là mình giảng đạo Chúa Mà mình lại đi trong bóng tối Thì mình là kẻ nói dối Không hành động theo sự thật Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội Là ta tự lừa dối mình Và sự thật không có ở trong chúng ta Còn nếu nhận biết mình tội lỗi Thì Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính Sẽ tha tội cho chúng ta Thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính Còn nếu chúng ta nói là chúng ta không phạm tội thì chúng ta coi người là kẻ nói dối và lời người không ở trong chúng ta. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu phạm tội, đừng thất vọng, đừng ngã lòng. Ma quỷ nó sẽ cám dỗ chúng ta là phạm tội rồi không hy vọng gì đâu. Nếu phạm tội thì có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha là Đức Giêsu Kitô đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta đổ máu và nước rửa sạch tội lỗi của chúng ta không những là chúng ta mà cả thế gian nữa máu và nước từ trái tim chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta để chúng ta đi vào con đường của lòng chúa thương xót nếu mà có lỡ như là ba vua như là các đạo sĩ mà đi lệch đường thì có đức giêsu là đứng bảo trợ đưa ta về với con đường ngày nẻo chính và đã đi vào con đường đó thì đừng có đi vào bóng tối của sự gian dối, của sự nói dối, của sự thời gian, của sự mà trước sau không như một, của cái sự mà lươn lẹo miệng lưỡi nói quanh nó co nói đủ mọi thứ làm láo báo cáo hay rồi thì nói không có đúng sự thật cái sự thật thì niên trước mắt mọi người ai cũng thấy mà mình cứ lên mình đứng mình nói vì mình cậy mình có quyền có chức mình nói bẻ cong sự thật và tố giác người này và tố tội người kia nói không đúng sự thật đó là đi trong bóng tối không phải là con cái của ánh sáng ta hãy cùng với các thiên thần mà ca lên hội nhạc thiên quốc để xin chúa có lời truyền cầu của mẹ maria giúp cho mỗi người chúng ta luôn luôn sống trong sự thật là con cái của ánh sáng, con cái của lòng thương xót Chúa. Hội nhạc thiên quốc đâm say nghiêm quỳ, dứt cung đàn hát lặng nghe cõi thế chân dòng mẹ êm ai du dương trong ngần ru bên nôi thanh hài nhi thiên cung thần phẩm vui mừng đắm say giết cung nhạc thấy im lặng chín tầng khi nghe kề bên nôi hèn chúa đây tiếng được mẹ cất lên nhẹ hát mừng vừa nghe kê sát nôi hèn tiếng mẹ nhẹ hát êm đêm vừa nghe kê sát nôi hèn êm ai dòng mẹ ru hát và như mẹ maria mẹ lặng chiêm ngắm con ngủ bên lòng mắt chẳng còn ngó mẹ khi con mỉm cười dầu vậy hơi thở con như lửa hồng yêu đương nung đốt mẹ thôi dịu ngọt khôn ví chứa chan tâm hồn lúc ấm bồng Chúa mẹ tha thiết áp lòng, kể mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng, trên con Thiên Chúa mẹ hôn, quỳ bên Chúa thơ nghi cơ hàn, mẹ nhẹ nghe tiếng giê -xu con mẹ, tiếng của lòng thương xót Chúa, xin cho chúng con được như mẹ, luôn luôn ấm lấy hài nghi giê -xu, lòng thương xót, để Chúa ở trong con trong tâm hồn con như hàng bề ngày xưa. AMEN Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để oh